đúng chuyên môn, đúng chuyên môn của Luân đấy. Đại Luân mà, Đại Luân. Thế à? Xin chào tất cả quý vị các bạn. Cái này phải thiếu 200 là tao mua, tao đi đào đất lên. Đây này, chơi này hoàn thiện rồi này. Luân ơi, hoàn thiện này mà về mà thì cắt, không phải sửa. Nhưng bây giờ là không còn sửa nữa. Cái trò đâu mà sửa? Đây đấy mà sửa gì nữa? Có thế này thôi, lên đường. Dạ, theo ba đi ra ô tô kìa. Ô tô lùi đồ. Ô tô đấy, ô tô đấy. Đồ đấy, đồ đấy, đồ đấy. Mồi đấy, mồi đấy, mồi đấy, mồi nhậu đấy. Cái này cũng phôi này. À, con này phôi mà. Con này phôi phôi, đang nuôi. Nhưng mà sao nuôi chằng đây nữa chứ ta? Đâu, anh ấy nuôi để mầm thở đấy. Không nuôi cắt phôi à? Cắt, cắt, cắt. Mầm thở để nó rút nó méo nữa mà. Cây này không đẹp lắm đâu, bình thường. Cây này có đặc biệt nhé là nó có hai cái biển luôn, hai cái đấy. Hai cái biển. Đấy, rất đặc biệt. Không có nét dị của riêng của nó. Người ta đề phòng, người ta đề phòng là khi bán được là người ta phải giữ lại một biển. Anh giữ lại một cái để làm kỷ niệm. Cái này cũng báo cáo với cả anh em là uống rượu nhiều đâu là mình về mình cầu toàn nên là mình phải nuôi một số những cái tiểu tiết để cho nó hoàn thiện ngày một, coi như là hoàn thiện hơn. Đâm ra là nó có nó không được nhìn nên nó không được lộ hết nuột nuột mà tức là chưa mịn được, nó nhìn nó vẫn sạch cây gọi là sạch sạch chưa sạch. Đấy, còn nhiều ý đồ lắm. Anh Minh Dưỡng thì lắm chiêu lắm. Kinh khủng khiếp, dấu ấn thời gian. Anh Thắng không dòm những cái này mà dòm. Này mới cắt là qua bông này, mịn là phết. Cái này nu thì khủng khiếp đấy, lâu lâu. Anh ấy nuôi để kéo nu cho nó to nữa đấy. Thì nhiều đấy, kéo nu ra nó trẻ luôn. Ừ, làm giống nu giống rồi. Rồi rất là nhiều thủ thuật đẹp rồi mà nhiều anh em vẫn muốn đẹp hơn nữa. Đây, ngắm một cái cây cũng là size mini rồi, rất là quý của anh nhà Minh Dưỡng. Nhiều cây đẹp quá. Vườn này nhiều cây hoàn thiện lắm nên luôn ạ. À, chỗ này anh Minh Dưỡng vừa khoe còn mấy cây mới về. Vừa lấy mấy cây rất đẹp. Cái này của Giáp nó để trước cửa nhà anh nhỉ? Vào Giang Chi bản thụ này xem.
nên lá khỏe thế. Nuôi cái này to lên là nuôi này to một năm hai năm này, vừa về hôm qua à anh giữa gấp đôi đó vừa về vừa lần vừa mới cầu mới hôm kia gấp đôi đó thì sáng nay nó trở đi già thế nhỉ, già này thì đỏ âu cả thân. Em đang không nhớ là trước nó mua của ai cây này rồi. Không, nó ghé nó mua nó bán đi nhá, nó bán đi nó lại mua lại, nó bán đi cái phần dễ này sau anh. Cái phần sau của cái dễ này sau phải chỉnh lại, có phải xử lý lại cho nó cái đường chạy lại. Đấy anh đang bảo bỏ thế này đi này. Bỏ đi xong là làm một cái chân khoang này nhá, cụp lên đây để nguyên cái này. Để nguyên cái này nó chạy ra đây xong rồi là cái này bước vào đi ấn cái này xuống làm chân. Không, ý đấy bọc đây là làm chân luôn đây, không nó ấp một cái đường mà làm chân luôn đây. Nó khuyết này mà vẫn để giữ đây chỗ này, cái mảng này nó hơi nặng. Con này cốt hay quá, cốt hay của anh Minh Dưỡng. Đấy, rất nhiều cái cốt mini nhũn ơi là nhũn à ơi nhà. Làm một cây này nữa vừa về. Nó vẫn sống đây, đang bật mầm. Anh Dương ơi. Đấy. Rồi em hiểu cái chân dưỡng này rồi. Rồi. Thì nó bật mầm thì nó khỏe được chút. Thì nó mới ăn liền vào đây. Anh ơi. Anh Dương ở đây này. Ngon dưỡng này trong năm. Đấy, trong năm con anh biết lúc này nó già. Cái da nó dày lên không? Ừ. Già da nó dày. Dày luôn. Nó xong nó chun. Đùng lại. Ừ. Xếp rất nhiều lớp. Đây nó nhiều cây. Nhiều lắm, anh dưỡng thì nhiều cây lắm. Bạc ngàn. Nhiều cây đẹp đấy chứ. Đây vườn trên này này, khu này nhiều cây cực kỳ luôn. Nó đang hơi rậm, cây nào cũng già như này, già khủng khiếp. Nó rác, nó hơi rác của mình. Nuôi theo kiểu nuôi nó tắt, nuôi không theo kiểu là cứ để sạch. Anh chưa mời đến cái này anh chưa? Như con này mình có cắt ra một trong con. Ghê gớm đấy nhỉ? Nét từ dưới lên. Nhũn từ gốc bệ. Con này cắt ra nó mới đẹp, nó già này. Dạ, cách này phải giấu hết. Cắt ra. Không nhìn thấy này, giấu. Đây là sang bên này. Thủ đồ lắm. Nó khó nhìn, còn giữ đồ quý. Giữ hết đồ quý. Đồ quý mà. Nhiều lắm. À, con này thì nó quăng ghê rồi. Con này, phải nói là để ở cái sân này, con này là đỉnh nhất. Đẹp quá. Mình nuôi theo kiểu của mình, chăm theo kiểu của cất gọn. Nên là cây nó hơi rác tí. Nhưng mà soi được đồ như này mới là cao thủ. Đây, mà cái nhà vườn anh Minh Dưỡng nha. Quá nhiều đồ luôn. Vườn này mà lúc nào mà lổ thì toàn hàng khủng. Thế mà nói về số lượng hàng, chất lượng ở đây có lẽ là thuộc cái top đầu về cây xanh đấy. Đấy, chia sẻ quý vị như vậy, quý vị nắm được cái tinh thần. Anh cho em được mấy đồng thì cho con. Đấy, tùy anh luôn, phát giá cho cái số đẹp đẹp. 6 triệu nữa cho nó đẹp được không? 6 triệu cũng được, anh giữ. Cực cổ. Rồi. Đây là có giao lưu đây này. Anh em ở đây người ta cũng hỏi mua nhưng mà em bảo không bán, thực ra người ta mua về người ta không phải đúng tầm. Rồi, có cái đồ để cho anh Thắng, thế là giao lưu được rồi. Thất đôi đầu năm rồi giao lưu. Đầu năm thế. Có tí quà. Có tí quà mang mua từ vô Sài Gòn. Bình Trị Thiên thì sao ấy, chuyển ra. Yeah, khiếp.
cổ đấy, nguyên bản cổ này đấy. Nó nằm ở dưới một tảng đá ong này. Ừ, tảng đá ong luôn. Ok, rồi xong. Tảng đá ong nguyên bản này. Sông sông tư phải không? Sông tư phải không Dưỡng? 58 dòng 6 là sông tư đúng không? Ok, rồi rồi xong. Quá là đẹp. Về cổ xịn luôn. Không này em nói anh Dưỡng nhá, cái này mà nó giữ được ấy là bởi vì nó có cái bệ này. Còn nó không mà di chuyển nhiều thì con này vữ lâu rồi. Cái bệ đấy mà đi là nó đi lâu rồi. Có anh mới mà mình Dưỡng nhường lại cái chậu. Bắt rồi, bắt tay rồi. Xong rồi. Ông anh bảo mua từ có 58 triệu về đây để vận chuyển cái này bảo tùy anh. Hello. Người anh em. Mình mua của bạn. Ờ. Nhưng mà cái này nhiều người nhiều hỏi mình anh nha, nhiều hỏi không bán đâu. Quá lâu rồi không bạn, không bạn. Người anh em. Chuyên nghiệp đấy. Đây là vườn anh Minh Dưỡng. Ừ, là một trong những vườn nổi tiếng ở Việt Nam đấy. Cái cũng lâu phết là 190. Ừ. Cổ đấy. Cổ, chậu cổ. Cây già, chậu cổ. Có nhận ra bạn này không? Tình vẫn như thủ tục. Ừ, tình như thủ tục. Tình như thủ tục. Đẹp trai không bạn tôi, đẹp trai không? Ê, phong độ. Quá tuyệt vời. Thật. Như rán. Này ghê nhỉ, săn chắc thế. Dầu ngang nhau à? Thế là độ dầu ngang nhau à? Độ dầu ngang nhau. Quá tuyệt vời. Cố tí đi. Cố tí đi. Bạn Phương mua cây này, bạn Phương nổi tiếng luôn, bạn Phương ơi. Phương ơi. Nổi tiếng luôn đấy. Yeah. Ừ, mua cây này nổi tiếng luôn. Thực tế ra thì với như nào nhỉ? Với những anh em người bạn của mình trong những lĩnh vực về cái này thì họ không hướng về cái này. Nhưng về cái tư duy hiểu biết và cách đầu tư của họ có làm để trong một tác phẩm hoặc một đồ chơi mình như thế mình thấy nó quý và trân trọng đúng không? Còn với anh em bạn của chúng ta cái chuyện ấy thì nó mũi thì gì? Mũi quá. Thì nó mũi quăng quá là xong. Quăng là xong. Các bạn anh em của mình thì quá nhiều để gần đây mà đã bảo rồi gần đây đi có cây mấy này, trăm mét mà ở ngoài này ấy, người ta gọi là cây chủ vườn để mà câu khách anh ạ. Đấy thì vườn thì bây giờ tao cái chậu đá kia là cũng chủ vườn đỡ câu khách đấy, chứ không phải không? Anh Giang nói hay quá. Anh em nói cái gì quan trọng thì yêu nó đường nét nó dị, nó rất là dị. Đây này là mình cỡ 10 năm nữa là không phải chuyện thường. Nó sâu dấu ấn ở cái vườn này thôi.